trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là phần tin từ ukraine ukraine cho biết họ đã không còn hỏa tiễn để bảo vệ cho các trạm điện của họ việc thiếu tình trạng hỏa tiễn đã dẫn tới tình trạng mà Ukraine nói rằng là một cái hỏa tiễn của Nga tấn công vào tuần trước đã phá hủy một cái nhà máy điện lớn ở khu vực ở xung quanh thủ đô Kiev theo tường trình của ông Zelensky cho biết và lời phát biểu của ông đưa ra sau khi tái nhắc lại lời cảnh cáo là chính quyền của ông ta đã không còn đủ hỏa tiễn để phòng thủ và trong đó thúc giục các đồng minh là hỗ trợ thêm hỏa tiễn và các vũ khí cho phía Ukraine. Hiện nay đang có khoảng 11 cái hỏa tiễn đã được đưa ra và chúng tôi đã phá hủy ít nhất là lần đầu tiên trong 7 trong tổng số là một số một số những cái khu vực của chúng tôi đã bị bắn rơi, bắn phá hủy và cái nhà máy điện có tên là Tripilia đã bị phá hủy bởi vì chúng tôi không còn hỏa tiễn nữa. Chúng tôi đã hết hỏa tiễn để bảo vệ cho nhà máy điện ở Tripilia. Đó là lời phát biểu của ông trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình PBS và trong đó hãng thông tấn Reuters vẫn chưa có cái nguồn tin xác nhận về số lượng này. Tuy nhiên, ông Zelensky trước đó cảnh báo là Ukraine đã không còn chọn lựa nào khác và đang đối diện với sự bảo vệ đất nước của ông ta một cách gọi là khắc nghiệt khi mà tình trạng hỏa tiễn không còn. Nếu như Nga vẫn tiếp tục tấn công vào trong cái không phận của Ukraine và trong cái cuộc tấn công phá hủy thì nhà máy điện có tên gọi là Trisbiska được xem là một trong những cái nhà máy cung cấp nguồn điện lớn nhất gần thủ đô Kiev đã được xây với tổng cộng là 1.800 MW và trong đó trước khi mà có cuộc chiến tranh này và đây là một trong những cái nhà máy cung cấp điện cần thiết cho thành phố lớn nhất của Ukraine và hiện nay thì gần như nó đã bị hư hại sau khi mà bị trúng hỏa tiễn của nga trong khi đó ukraine cho biết họ không còn đủ hỏa tiễn để ngăn chặn tất cả những cuộc tấn công của nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay cơ quan imf cảnh báo hoa kỳ về việc mà gọi là có những cái chi phí không cần thiết và trong đó tăng món nợ lên cao quỹ tiền tệ quốc tế imf đã lên tiếng cập nhật trong cái bản chi tiết mới nhất về nền kinh tế toàn cầu và nói rằng thế giới đang đối diện với là một cái cơn hạ cánh được xem là mềm dẻo tuy nhiên thì tình trạng lạm phát vẫn có thể gây ảnh hưởng cho nền kinh tế giữa lúc mà tình trạng gọi là cái mức tăng trưởng đã thấp đi IMF cho biết là cái quan điểm của họ là 3.2% trong cái vấn đề chi phí của thế giới trong năm nay và gia tăng ít nhất là từ 3.1% tính từ tháng giêng của năm 2023 và biểu đồ này cho thấy là đây là năm thứ ba liên tục đã tăng và sẽ tăng tới 3.2% cho tới năm 2025 và trong biểu đồ mới nhất về cái nền kinh tế thế giới IMF chỉ ra cho thấy 104 190 quốc gia và các tổ chức cho vay cho nói rằng việc mà chi phí của toàn cầu đã dẫn tới tình trạng không thể có được một cái mức tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt là tại Hoa Kỳ được xem là nền kinh tế lớn nhất thế giới và phía IMF dự tính là nền kinh tế Hoa Kỳ mức tăng trưởng chỉ có 2.7% trong năm nay và trong đó nó được xem là 2.1% trong tháng giêng và nhanh hơn là 2.5% trong tháng vừa qua so với năm 2023 và trên hết thì họ nói rằng việc chi phí của Hoa Kỳ trong cái việc mà gọi là à, thiếu ổn định này sẽ có thể dẫn tới một cái cơn khủng hoảng mới và đẩy nợ trần lên cao hơn. Đây là lời cảnh báo của IMF đối với phía của Hoa Kỳ trong việc mà gọi là quản trị về vấn đề tài chính và kinh tế. Cùng một lượt thì bản tin mới nhất cho biết là do Thái đã cho rút quân và xe tăng của họ về phía bắc của dãy Gaza. Tuy nhiên, các chiến đấu cơ của họ đã bắt đầu tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam. Bản tin từ Cairo cho biết do Thái đã cho rút tất cả những xe tăng của họ vào các khu vực về phía bắc của giải Gaza trong ngày thứ ba, nơi mà họ đã rời khỏi một vài tuần lễ trước đây và các chiến đấu cơ đã bắt đầu thực hiện các cuộc không tập vào thành phố Rafah, nơi được xem là có một cái trại tị nạn sau cùng của người Palestine ở trên vùng lãnh thổ này và trong đó có khoảng một số người đã bị thiệt mạng, các giới chức y tế và cư dân đã cho biết như trên. Theo tường trình của các cư dân thì các khu vực ở xung quanh Beth Hanoun ở tại Jabalia ở phía Bắc đã có sự xuất hiện của các xe tăng của Do Thái đã xuất hiện tại đây sau khi mà họ rút ra khỏi thành phố Khan Yunis và lực lượng chiếm đóng đã ra lệnh cho tất cả các gia đình ở trong các trường học và gần đó là xe tăng của họ sẽ di chuyển ở khu vực này và họ sẽ đã bắt giữ rất nhiều người đàn ông theo tường trình của cư dân ở phía Bắc giải Gaza đã cho biết như trên và Beth Hanoun nơi đang có 60.000 người đang cư trú là một trong những cái nơi mà phía lực lượng do thái đã quay trở lại kể từ khi mà họ mở cuộc tấn công vào phía bắc do thái phía bắc của giải Gaza từ hồi tháng 10 và hiện nay thì có rất nhiều những gia đình đã quay trở lại khu vực này sau vài tuần mà phía quân lực lượng do thái đã rút quân ra khỏi đây tuy nhiên thì bản tin mới nhất cho biết thì phía do thái đã bắt đầu mở các cuộc không tập của họ vào khu vực của thành phố Rafah nằm ở phía nam của giải Gaza trong những ngày vừa qua thì các chiến đấu cơ của IDF và các cái máy bay của họ đã phá hủy một loạt những cái hệ thống phóng hỏa tiễn cùng với hàng chục những cái hạ tầng cơ sở của lực lượng khủng bố và các cái đường hầm của khủng bố cũng như là các cái tàu huyệt quân sự của nhóm vũ trang khủng bố Hamas ở tại khu vực này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất phía do Thái đã đưa ra. Trong đó thì phía lực lượng do Thái cho biết là họ đã bắt đầu tấn công vào phía nam của thành phố Rafah, nơi mà được xem là đang có sự hoạt động của tổ chức uh, gọi là WFP tức là tổ chức thực phẩm thế giới, tức là chương trình thực phẩm thế giới ở đang hỗ trợ cho cư dân ở tại khu vực này. Hiện nay thì phía do Thái nói rằng việc mà tấn công nhắm vào nhóm dân quân ở giải gaza đặc, đặc biệt là ở thành phố rafah sẽ tiếp tục và sẽ không dừng lại đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung đông ngày hôm nay cùng một lượt thì phía do thái đã lên tiếng và thúc giục có thêm lệnh cấm vận nhắm vào iran và thúc giục các quốc gia tuyên bố là lực lượng cách mạng hồi giáo iran là lực lượng khủng bố Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao của Do Thái trong ngày thứ ba đã lên tiếng kêu gọi là thế giới phải có thêm cấm vận đối với Iran để đối phó lại với tình trạng họ tấn công tròn và hỏa tiễn nhắm vào lãnh thổ Do Thái trong cuối tuần qua. Ngoại trưởng của Do Thái là ông Israel Kat cho biết là ông đã gửi ít nhất là lá thư cho 32 quốc gia thúc giục họ là ban lệnh cấm vận với chính quyền của Iran khi mà họ bắn hỏa tiễn vào trong lãnh thổ của Do Thái đồng thời thúc giục các quốc gia này là xếp lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cùng một lượt thì phía quân sự của chúng tôi sẽ bắt đầu đã bắn hạ tất cả những con hỏa tiễn và và trong đó gần như là đang có một cái chiến dịch à, nhắm vào Iran và trong đó chúng tôi sẽ bắt đầu vào chiến dịch ngoại giao và chúng tôi sẽ ngăn chặn Iran và trước khi nó quá trễ đó là lời phát biểu của phía do Thái đưa ra à, phía của do Thái cho biết là họ đã gửi thư cho tất cả những quốc gia được xem là thân hữu của do Thái trong đó là yêu cầu là tăng cường lệnh cấm vận đối với lại phía của Iran đồng thời sẽ đưa danh sách của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran một lực lượng quân sự bảo vệ cho chế độ là một tổ chức khủng bố Phía do Thái cho biết là họ đã bắn rơi khoảng 99% tất cả các hỏa tiễn và tròn của Iran trong cuối tuần qua và cuộc tấn công này là lần đầu tiên trực tiếp từ Iran nhắm vào lãnh thổ của do Thái. Phát ngôn viên của lực lượng quân sự do Thái là người đứng tổng tham mưu trưởng của tên là Hetzi Havalevi trong ngày thứ hai cho biết là có rất nhiều những cái hỏa tiễn và hỏa tiễn đạn đạo đã bắn vào lãnh thổ của chúng tôi đã bị ngăn chặn. Đó là lời phát biểu của ông và không cho biết thêm chi tiết trong khi đó thì thứ trưởng bộ ngoại giao của Iran là Ali Bagheri Khani nói với đài truyền hình ngày hôm thứ hai là Tehran sẽ phản ứng nếu như do Thái có hành động trả đũa nhắm vào lãnh thổ của Iran và chúng tôi sẽ bắt đầu có những cái phản ứng đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà do Thái đã bắt đầu tăng áp lực trên mặt trận ngoại giao đối với lại Iran đó là bản tin liên quan tới tình hình của do Thái và của Iran ngày nay Cùng một lượt, phía Do Thái đã lên tiếng với phía Hoa Kỳ là chúng tôi không còn chọn lựa để phản ứng với cuộc tấn công của Iran. Đó là bản tin mới nhất. Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Joab Galan đã nói với lại phía Hoa Kỳ là Do Thái không còn chọn lựa nào khác sẽ có hành động tấn công trả đũa nhắm vào Iran sau khi chế độ này đã bắn hàng loạt các tròn và hỏa tiễn nhắm vào Do Thái vào hôm Chủ nhật. Trong cú điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào hôm Chủ nhật, ông Galan đã nói với ông Austin là sẽ có một cuộc tấn công với mức độ lớn à, chưa từng có mà từ iran đã bắn vào phía của do thái và đây được xem là hành động nhắm vào quyền lợi của à, phía à, do thái và phía iran đã lên tiếng và nói rằng cuộc tấn công này là trả đũa cho cuộc không tập của do thái ở tại damascus syria khiến cho 7 viên chức cao cấp của quân sự của Iran bị thiệt mạng vào ngày 1 tây tháng 4. Và ông Austin đã được báo cáo là ông đã nói chuyện với lại ông Joe Biden trong việc mà Do Thái cần phải chiến thắng trong cuộc phản công này và phía Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ. Trong khi đó thì Bộ Nội các về chiến tranh của Do Thái đã nhóm họp vào ngày thứ hai dự tính sẽ đưa ra một cái quyết định sau cùng là sẽ tấn công lại như thế nào. Và trong đó họ có thêm một cuộc họp vào ngày hôm nay thứ ba trong khi tờ Washington Post báo cáo là lực lượng IDF của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bắt đầu soạn ra hàng loạt các mục tiêu mà có thể tấn công vào thủ đô của Tehran và trong đó bao gồm luôn cả cái chiến lược tấn công không gian mạng. Và phía Do Thái cho biết họ đã gửi một thông điệp rất mạnh là sẽ không có một cái sự lùi bước nào Tất cả các đồng minh của chúng tôi đều không muốn chúng tôi đi quá xa trong vấn đề phản ứng. Chung Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với các đồng minh, đặc biệt là sau khi mà chúng tôi thành công cùng với họ ngăn chặn tất cả cuộc tấn công của Iran. Và điều quan trọng nhất, là chúng tôi sẽ phải phản ứng và gửi một thông điệp cho tất cả những ai muốn gây tổn hại cho chúng tôi đó là lời phát biểu của ông bộ trưởng quốc phòng của do thái đã đưa ra trong đó khi đó thì theo bản báo cáo cho biết do thái đang chuẩn bị phối hợp cho bất kỳ một quyết định nào để gửi cho washington ý kể cả việc chính quyền của jubil không muốn trực tiếp hỗ trợ trong cuộc tấn công nhắm vào iran thêm vào đó, do Thái đã lên tiếng và nói với các quốc gia Ả Rập trong khu vực là họ sẽ không bị nguy hiểm và cơ, cơ quan truyền thông của do Thái là KNA cho biết là sau khi mà Iran đe dọa những quốc gia khác, thì không nên hỗ trợ cho do Thái. Do Thái cho biết là họ đã làm việc với phía Jordan, Ai cập và một số quốc gia ở vùng vịnh trước khi mà có cuộc hành động này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía do Thái đưa ra. Trong khi đó, thì Jordan đã cáo buộc rằng à, chiến đấu cơ của do Thái à, À, được cho phép bay vào không phận của Jordan vào ngày Chủ nhật và bắn rơi một số những cái drone của Iran. Trong khi đó thì phía Jordan đã bác bỏ điều này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc mà Jordan chi ra 1.5 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Hamas tổ chức khủng bố đã bị nộp đơn kiện. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Jordan đã bất hợp pháp chi ra 1.5 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho giải Gaza và các tổ chức ở vùng Tây Ngạn, trong đó gần như đã cung cấp trực tiếp nguồn ngân quỹ cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác, theo một đơn kiện được đưa ra bởi dân biểu của tên là Ronnie Jason của Đảng Cộng hòa tại Texas và các nạn nhân trong cuộc khủng bố ở tại Do Thái. Cáo buộc này đã đưa ra và nói rằng là vào trong ngày 25 tây tháng 3, theo tường trình của tờ New York Post, thì đơn kiện này nói rằng ông Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã biết trong nhiều năm về việc mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cung cấp các cái nguyên liệu cho nhóm khủng bố Hamas để xây dựng các cái đường hầm, có thêm những đạn rocket và sản xuất một số vũ khí trong đó. Họ kiểm soát rất nhiều những hạ tầng cơ sở của khủng bố và bất kể điều này, chính quyền của bên và các viên chức vẫn tiếp tục nỗ lực cung cấp cái nguồn hỗ trợ này qua cái cơ quan đặc cấp về hỗ trợ tiền nạn cho người Palestine gọi tắt là UNRWA cùng với các nhóm khác ở tại giải Gaza và vùng Tây Ngạn và bộ ngoại giao đã đặt trong tình trạng nguy hiểm cao khi những nguồn ngân quỹ này đã lọt vào tay của các tổ chức khủng bố theo đơn kiện và các nguồn ngân quỹ này đã vi phạm vào cái à, cái một cái giờ mà tổng thống cao một cái xác lệnh mà tổng thống Trump đã ban hành năm 2018 gọi là Tyler Ford Act trong đó thì theo tường trình của đơn kiện cho biết và họ nói rằng là Việc mà gọi là hỗ trợ về việc giáo dục cũng như hạ tầng cơ sở đã cho phép chính quyền của Palestine sử dụng cái nguồn tài trợ của họ để cung cấp cho chủ nghĩa khủng bố và chính quyền của Palestine tức là gọi là tắt là PA đã bị cấm không được tiếp cận tới cái nguồn ngân quỹ của Hoa Kỳ căn cứ trên cái sắc luật là Tyler Ford Act à, nghiêm cấm họ không đụng được vào tài sản của Hoa Kỳ và ông Jason cho biết là ông đại diện cho tổ chức gọi là American First Legal đã nộp đơn kiện chính quyền châu bên đã vi phạm vào đạo luật Tyler à, Ford Act trong đó đã được ký bởi cựu tổng thống Trump đối phó với bất kỳ một đồng tiền thuế nào của người dân cung cấp cho chính quyền của PA và đơn kiện này à, nguyên thủy đã được nộp năm 2023 tuy nhiên nó đã được tu chính lại trong những cái email gửi ra mới nhất à, thông qua cái đạo luật gọi là tự do thông tin và trong đó yêu cầu là phải công bố tất cả những cái à, gọi là chi phí về cung cấp ngân quỹ này của chính quyền Joe Biden trong đó gần như phá hủy đất nước Do Thái. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên nhắm vào cái ngân sách tổng cộng họ nói rằng là từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống đã có 1.5 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho chính quyền Palestine và trong đó họ sử dụng ngân quỹ này để tài trợ cho những tổ chức khủng bố như là Hamas, Hezbollah và Islamic Jihad. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện sẽ thúc đẩy các dự luật riêng biệt liên quan tới việc hỗ trợ cho cả Do Thái, Ukraine và Đài Loan trong tuần lễ này và trong ngày hôm nay. Và họ sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ 6 tuần này. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của đảng ở của đảng dân chủ lẫn cộng hòa tại hạ viện đang duyệt xét cái ngân sách hỗ trợ cho do thái ukraine trong những cái dự luật riêng biệt trong tuần lễ này và chủ tịch của hạ viện là ông mike johnson trong cho biết vào tối ngày hôm qua và có thêm sau 2 tháng kể từ khi mà cái bên sàn thượng viện đã thông qua cái dự luật này gồm chung tất cả mọi việc 95 tỷ Mỹ Kim và sau khi mà có cái phiên họp vào tối ngày hôm qua thì ông Johnson cho biết là sẽ định hướng về sự chia đẻ ở trong cái sàn hạ viện trong đó sẽ duyệt xét 4 dự luật và chia ra rất rõ ràng dự luật hỗ trợ cho Đài Loan và các đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương cũng như dự luật mà liên quan tới vấn đề an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ được ưu tiên. Chúng tôi biết được thế giới đang quan sát chúng tôi làm cách nào chúng tôi phản ứng và họ đang quan sát là người dân Hoa Kỳ có đứng chung với các đồng minh để bảo vệ quyền lợi trên toàn cầu hay không và chúng tôi chắc chắn làm điều này. Ông cho xin đã cho biết như trên. Và trong đó thì theo tin cho biết thì các dự luật này sẽ được chia ra riêng biệt và các dân biểu sẽ có 72 giờ đồng hồ để xem tất cả những dự luật này gồm 4 dự luật, dự luật hỗ trợ cho Ukraine, dự luật hỗ trợ cho Do Thái, dự luật hỗ trợ cho Đài Loan và các quốc gia đồng minh tại Á Châu, Thái Bình Dương cũng như dự luật về hỗ trợ nhân đạo. Cả bốn dự luật này được chia ra thay vì nó nằm chung trong một cái dự luật vốn được thông qua trên sàn thượng viện trước đây với hơn 70% các thượng nghị sĩ đã đồng ý hỗ trợ. Tuy nhiên nó đã bị ngăn chặn trên sàn hạ viện trong 2 tháng qua và giờ đây nó được chia thành bốn dự luật khác nhau. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất sau cuối cuộc đối đầu giữa Do Thái và phía của Iran. Hạ viện đã bắt đầu gấp rút để soạn thảo cái dự luật hỗ trợ cho Do Thái và nó được đính kèm riêng biệt với lại cái dự luật của Ukraine và cả hai cái dự luật này có thể sẽ gây tranh cãi khá lớn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã bắt đầu thúc đẩy cái cuộc đàn hạch đối với lại ông Mayukas khi mà họ chuyển tất cả những chứng từ đàn hạch lên trên sàn của Thượng viện. Chủ tịch Mike Johnson trong ngày thứ ba cho biết ông đang gửi tất cả những cái chứng từ để đàn hạch truy tố ông Alejandro Mayorkas là bộ trưởng bộ an ninh nội địa lên sàn thượng viện và thúc đẩy các thượng nghị sĩ là thực hiện cái cuộc đàn hạch này sau khi cáo buộc ông bộ trưởng an ninh nội địa đã không làm đúng vai trò của ông ta và từ chối thực thi tất cả những cái luật lệ liên quan tới di trú và hiện nay thì nó không có lâu lắm và giữa lúc mà phía sàn thượng viện đang tìm cách gọi là thúc đẩy cho cái Cuộc đàn hạch này thì đang có nguy cơ đảng Dân Chủ có thể sẽ cho xóa bỏ cuộc đàn hạch này trước khi nó tới sàn của Thượng Viện. Chủ tịch khối đa số tại Thượng Viện của thuộc đảng Dân Chủ cho biết là các thành viên của đảng Hòa đã nhắm vào ông Mayorkas. Đã không có một cái gọi là họ nói rằng là tình trạng mà gọi là tội ác cao và những cái tội tiểu hình đã được đưa ra trong cái văn bản đàn hạch dựa trên cái hiến pháp của Hoa Kỳ và ông chất Summer, chủ tịch của... À, khối đa số tại thượng viện cho rằng ông ta sẽ đủ phiếu để mà chấm dứt cái cuộc đàn hạch này nếu ông ta cần thiết phải làm và tiến trình này sẽ bắt đầu vào ngày mai thứ tư mở cửa à, trong cái việc mà khai lại cái phiên họp đầu tiên của thượng viện trong tuần này ông chất sâm cho biết ông muốn nhìn thấy những cái uh, chi tiết liên quan tới cái văn bản đàn hạch này và việc đàn hạch sẽ không bao giờ được sử dụng để à, gọi là thỏa thuận trong những cái gọi là bất đồng về chính sách và nó sẽ là một điều đáng kinh hoàng cho quốc hội đó là lời phát biểu của ông ta. Trong khi đó thì các thượng nghị sĩ khác có thể sẽ à, thúc đẩy cho cái việc đàn hạch này và phía sàn thượng viện sẽ chọn ra một số người được xem là bồi thẩm đoàn nếu như mà có tiến trình đàn hạch ở trên sàn thượng viện và hiện nay thì vẫn chưa rõ ràng là phía thượng viện sẽ có quyết định như thế nào thực hiện tiến trình đàn hạch hay không. Phía hạ viện đã hoàn tất cái tiến trình của họ và giờ đây họ muốn có một, một toàn bộ cái cuộc đàn hạch trên sàn thượng viện và ông Johnson đã ký trong cái article vào ngày thứ hai và đã gửi lên trên uh, của uh, phía sàn của thượng viện và ông nói rằng ông chất Summer cần phải thực hiện cuộc đàn hạch này để uh, giải quyết cơn khủng hoảng và chịu trách nhiệm đây được xem là một trong những cuộc đụng độ lớn nhất của chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson và chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Summer trong việc đàn hạch với lại ông Mike Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin tài sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong Ông Joe Biden, tổng thống của Hoa Kỳ đã từ chối không ra điều trần trong cuộc điều tra đàn hạch của ông ta ở tại sàn Hạ Viện. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ không ra điều trần trước các thành viên của Hạ viện trong việc mà đang có tiến trình đàn hạch nhắm vào ông ta. Theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra vào ngày 15 Tây, Richard Samper, được xem là cố vấn đặc biệt của ông Tổng thống, đã nói với là Chủ tịch Quỹ ban Giám sát ở Hạ viện là James Comer là ông Tổng thống sẽ không ra điều trần trong cái mà họ và cho rằng là có tinh thần về đảng phái. Trong đó thì ông này cáo buộc là đảng Cộng Hòa đã có tinh thần đảng phái khi mà thực hiện cái tiến trình đàn hạch đối với lại ông Joe Biden và trong đó thì đảng cộng hòa cho biết họ đã điều tra và phát hiện ra hàng triệu mỹ kim đã được chuyển vào các cái à, cơ cái công ty và các cá nhân trong gia đình của Joe Biden trong đó bao gồm những nguồn cung cấp tiền từ nước ngoài và thành viên của Joe Biden đã được hưởng rất nhiều à, trong lúc mà ông ta còn là phó tổng thống và việc xác nhận những cái chi trả này <laughs> từ các mối thương mại của ông Hunter Biden à, cho tới ông tổng thống và từ ông tổng thống cho tới em trai của ông ta cho thấy những email giữa ông tổng thống Joe Biden và những người có liên hệ với Hunter Biden và có một số nhân chứng trong đó đã ra điều trần và nói rằng ông Joe Biden đã có cú điện thoại trực tiếp với lại các người đối tác của Hunter Biden và ông ta đã xuất hiện trong những cái bữa ăn hàng loạt với họ. Trong khi đó thì ông tổng thống Joe Biden và tòa Bạch Ốc đã lên tiếng và nói rằng ông ta không có liên hệ gì tới các cái mối làm ăn thương mại của con trai và em trai của ông ta. Và ông James Comer đã viết thư cho ông Joe Biden vào tháng 3 và nói rằng những bằng chứng này cho thấy là ông đã sử dụng cái vị trí của ông và để mà có thể ra uh, một cách rõ ràng xin vui lòng đến uh, xuất hiện trước công chúng để trong đó ông trả lời về các bằng chứng này trên ủy uh, ban của hạ viện và giữa lúc mà tòa bạch ốc vẫn tiếp tục có hành động cản trở và điều tốt nhất cho quyền lợi của người dân hoa kỳ là ông trả lời trực tiếp từ quốc hội và tôi chính thức mời ông đó là một trong những cái lá thư mà ông james summer đã viết cho ông joe Biden vào hồi tháng 3 tuy nhiên thì uh, phía của chính quyền Joe Biden và kể cả những người cố vấn của ông ta đã tuyên bố là ông Joe Biden sẽ không xuất hiện điều trần ở trên sàn hệ viện cho tất cả những câu hỏi liên quan tới những số tiền mà ông ta nhận được từ em à, dâu và em trai của ông ta cũng như là con trai của ông ta đã sử dụng cái vị thế phó tổng thống của ông ta như thế nào để trục lợi và nhận tiền của các đối tác từ nước ngoài. Hiện nay vẫn chưa biết là phía của các nhà lập pháp có tống một cái trác mời chính thức cho ông Tổng thống hay không và Tòa Bạch Ốc cũng chưa cho biết là họ sẽ có phản ứng như thế nào nếu như Hạ Viện có một cái trác hầu chính thức gửi cho ông Joe Biden. Hiện nay thì họ chỉ mời ông Joe Biden ra điều trần chứ chưa có chính thức là tống trác hầu. Tuy nhiên thì cả ông James Comer và các thành viên đã cho biết là họ rất mong muốn là có những câu hỏi và những câu trả lời từ phía của ông Joe Biden về nguồn tiền đã chuyển cho em trai của ông ta đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tiến trình đàn hạch đối với lại ông Joe Biden, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo của tổ chức ADL cho thấy là chủ nghĩa bài Do Thái đã tăng lên 140% trong năm 2023 trong lúc mà đang có những cái cuộc gọi là gọi là sách nhiễu đối với cộng đồng do thái sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 khi mà hamas đã tấn công vào lãnh thổ do thái sát hại hơn 1.200 người thì cái chủ nghĩa bài do thái đã gia tăng lên tới mức 140% theo bản báo cáo của tổ chức gọi là anti defamation league đã đưa ra tức là một cái tổ chức chống phỉ bán gọi tắt là adl gần 9.000 cái biến cố đã xảy ra trong các cuộc sách nhiễu, tấn công và phá hoại à, và trên 5.000 cái uh, vụ này đã xảy ra trước khi mà có cái cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 và theo tường trình ở trên toàn Hoa Kỳ trong năm ngoái và trong đó không những là cho thấy rằng nó cao hơn so với năm 2022 và dường như là nó cao hơn so với 3 năm cộng lại theo tường trình của ADL cho biết và họ dựa trên cái dữ liệu bắt đầu từ năm 1979 và số lượng này cho thấy rằng là chủ nghĩa bài do thái đã bùng phát tại Hoa Kỳ khá mạnh, đặc biệt là sau cái biến cố của năm của tháng 10 năm 2023 và trong đó thì chủ nghĩa bài do thái đã tăng cao nhất là 321% từ năm 2022 và những kẻ ủng hộ cho Hamas đã tràn xuống đường trên toàn quốc trong các các khuôn viên của các trường đại học sau biến cố ngày 7 tháng 10 và kêu gọi những cái hành động bạo động nhắm vào cộng đồng người do thái và tái nhắc lại các các cuộc thảm sát này. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía tổ chức ADL đưa ra và trong đó họ nhấn mạnh về tình trạng chủ nghĩa bài do thái đã tăng cao tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay tổng uh, biên tập của đài uh, radio npr tức là national public radio đã bị ngưng việc sau khi mà họ nói rằng bà tổng giám đốc này đã có hành động được xem là cấp tiến cực tả và nhắm vào cựu tổng thống donald trump người lãnh đạo của cái uh, đài truyền hình npr có tên là catherine mather đã nằm dưới sự chỉ trích sau khi mà bà ta bỏ trên mạng xã hội uh, nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống trump và bà ta nói ra về những cái uh, quy tắc về cực tả của bà ta trong lúc mà bà ta đang điều hành được xem là một trong những nhân vật đứng đầu của đài truyền hình đài radio NPR giới chức cao cấp đặc trách về thương mại của đài radio này là Uri Berliner người đã đưa ra ánh sáng về cái hành động của bà Maher trong ngày 9 tây tháng 4 trong một bài viết nằm ở trên cái tờ Free Press vốn đã à, cáo buộc là đài NPR có thái độ thiên vị và trong đó bà này đã bị chính thức ngưng lại công việc của bà ta. Trong cái bài viết luận, viết bình luận này thì ông Berliner cho biết là những người ở trong đài NPR gần như là có một cái thái độ à, cấp tiến và gần như là họ không có một ai ủng hộ cho phía bảo thủ và theo từ tài New York Times lần đầu tiên báo cáo thì à, hành động cáo buộc của ông à, của ông Berliner, Berliner vào ngày thứ hai và một trong những cái uh, delete mà là cái post từ năm 2018 khi mà lúc đó trang, trang platform X gọi là trang Twitter thì bà Maher đã biết rằng Donald Trump là một kẻ kỳ thị chủng tộc và trong một cái tweet khác năm tháng 11 năm 2 2020 bà ta đã mặc một cái áo với cái logo là ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden bà ta đã đồng thời cũng đặt câu hỏi về tình trạng mà à, gọi là à, có một cái giấc mơ với lại bà Kamala Harris và tôi đã chung một cái chuyến đi à, ở một cái vị trí không cho biết đặc biệt và trong đó à, bà ta đã làm việc chung với là bà phó tổng thống Kamala Harris và đây được xem là những cái chi tiết đã được à, phanh phui từ năm 2018 cho tới 2020 và trong ngày thứ hai bà ta lên tiếng ca ngợi các ký giả của NPR và nói rằng tất cả những người này đều có cái quyền tự do ngôn luận trong vai trò là một công dân một công dân bình thường tuy nhiên thì bà ta lại khẳng định tổ chức cái tổ chức của cái đại NPA này là độc lập và không có đảng phái cũng như là không có những cái quyền lợi thương mại. Tuy nhiên đại NPR cho thấy rằng là trong phòng tin tức của họ tại Washington DC có tới 87 người và tất cả đều bỏ phiếu cho đại dân chủ theo lời cáo buộc của ông Berliner đã đưa ra và ông đã bị ngưng chức trong vòng 5 ngày không được chi trả tiền theo ta và bắt đầu từ thứ sáu tuần trước sau khi mà ông công bố tất cả những cái bài viết này và hiện nay đã có hành động trả đũa nhắm vào ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay tiếp theo sau vụ có một số du khách Đài Loan đã bị bỏ rơi ở tại Phú Quốc thì bây giờ lại có thêm hơn gần 100 du khách của Cộng sản Trung Quốc đã bị bỏ rơi tại khu vực của Vịnh Hạ Long nằm trong tỉnh Quảng Ninh. Và việc này đã khiến cho công an mở cuộc điều tra. Bản tin mới nhất cho biết công an Cộng sản Việt Nam đã mở cuộc điều tra về việc mà có gần 100 du khách của Trung Quốc đi theo một cái tour mà gọi là tour không đồng đã bị bỏ rơi tại khu vực của Vịnh Hạ Long. Theo tỉnh Móng Cái cho biết thì trước cái tình trạng gọi là tổ chức những cái cuộc gọi là du lịch không đồng tại đây để thúc đẩy cái ngành du lịch ở tại khu vực này thì tình trạng mà du lịch không đồng này đã bị bỏ rơi và nhiều du khách Trung Quốc đã chơ vơ ở trong cái lãnh thổ Việt Nam và không biết làm gì khi mà họ được được tới đây và được thả rông không biết đi đâu và không biết tiếng địa phương đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất từ cái kỹ nghệ du lịch của cộng sản Việt Nam đã cố gắng tìm cách gọi là thúc đẩy cho kỹ nghệ du lịch tuy nhiên tình trạng vô trách nhiệm của những người tổ chức gọi là du lịch không đồng tức là họ không có tiền bạc gì cả và khiến cho tình trạng này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần sau cái biến cố ở đài ở phú quốc đài loan thì bây giờ tới phiên ở tỉnh quảng ninh có đang trở thành nạn nhân của thái độ vô trách nhiệm của những kẻ tổ chức các cái tuyến uh, du lịch để kích thích ngành du lịch tại việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình tại ở việt nam ngày hôm nay và cũng một bản báo cáo mới nhất cho biết thì sau khi bị kết án về cái tội gọi là chiếm đoạt tài sản hơn 260 tỷ đồng trong các dự án ma và bị bắt buộc phải chữa bệnh tâm thần sau khi bà này khai là có bệnh tâm thần thì trước khi bà ta đã thực hiện cái án gọi là đi vào bệnh viện tâm thần thì bà ta đã bỏ trốn đây được xem là một trong những cái vụ án khá đặc biệt tại Việt Nam. Bà này tên là Trần Thị Mỹ Hiền, 61 tuổi, đang bị cáo trạng. Bà ta là giám đốc của một cái công ty có tên là Đất Vàng Hoàng Gia đã bị công an tung lệnh truy nã sau khi mà bà ta đã trốn khỏi một cái bệnh viện tâm thần ở tại thành phố Biên Hòa và bà này đã bị uh, điều tra và bị cáo buộc là đã lừa gạt hơn 260 tỷ đồng bằng những dự án ma không có thật và ba năm trước bà này và chủ các khu đất trồng cây và trồng lúa xuống khu vực được xem là ven đô của Sài Gòn thỏa thuận mua bán nhưng chỉ thanh toán một phần tiền và bà trong vai trò là giám đốc của công ty đất vàng Hoàng Gia họ đã yêu cầu những người này ký hợp đồng ủy quyền cho họ và cuối cùng họ cho thuê đó các khu đất này đây được xem là một trong những cái vụ án và cuối cùng khi bị truy tố bà ta đã khai bị bệnh tâm thần và trên quy tắc thì bà ta sẽ phải vào giám định và được ở trong bệnh viện tâm thần nhưng trước khi vào thì bà ta đã bỏ trốn khiến cho Công an Cộng sản Việt Nam phải tung lệnh truy nã đối với bà này và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay tình trạng mà một số chung cư không trả tiền nước bị cúp điện giờ đây ấy, xin lỗi vì cướp nước giờ đây thì họ nói rằng là có thể ban quản trị của những chung cư này sẽ bị truy tố tội hình sự nếu như mà họ tiếp tục không mở nước cho cư dân bản tin mới nhất cho biết một cái phiên tòa xảy ra tại khu vực của sài gòn ở quận bình thạnh và trong đó thì phía cái ban quản trị của chung cư này đã bị yêu cầu là phải mở lại nguồn nước cho cư dân sau khi mà họ đã có sự tranh chấp về sự bồi thường liên quan tới một trong những người ở trong cái đơn vị gọi là chung cư này đây được xem là một trong những cái hành động mà các cái chủ nhân các tòa chung cư ở tại Việt Nam thường hành xử. Tức là nếu như mà có sự tranh luận hay là có những cái sự kiện tụng liên quan tới vấn đề pháp lý thì họ dở thủ đoạn là cúp đường gas, cúp đường điện hay cúp đường nước không cung cấp khiến cho những người nộp đơn kiện hay bị kiện ở trong tòa chung cư gặp khó khăn. Và tình trạng này đã bị công an cộng sản phanh phui và nói rằng việc mà cúp nước, cúp điện hay cúp ga này là hành động vi phạm tội hình sự và có thể bị cáo buộc. Lời chỉ lời là cảnh cáo của công an đưa ra đã khiến cho một số những chủ nhân của các chung cư này đã sợ hãi và phải mở lại ga, nước, điện cho những người dân trong lúc mà họ đang vướng vào những cái đơn kiện với nhau và tình trạng mà luật pháp tại Việt Nam được điều chỉnh theo cái gọi là quyến chuyển này nó đã làm cho cái, cái nền luật pháp của Cộng sản Việt Nam đã không được nghiêm minh rõ ràng và khiến cho người dân cảm thấy thiếu an toàn vì luật được giải thích theo mỗi một kiểu khác nhau đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.